Xin chào các bác, quay trở lại với Em Ninh Xe Lướt, một kênh chuyên mua bán trao đổi xe ô tô cũ đã qua sử dụng, có địa chỉ tại 26 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Và các bác có xe đẹp muốn bán thì có thể liên hệ gọi điện trực tiếp cho em. Bên em thu mua xe trên toàn quốc, bất cứ tỉnh thành nào của Việt Nam. Đấy, kể cả trong Phú Quốc, tận đảo Phú Quốc bên em cũng ra mua được. Chỉ cần xe đẹp, đảm bảo cái chất lượng của bên em và giá thành hợp lý các bác nhá. Và ngày hôm nay thì bên em mới về một chiếc xe Kia Sorento phiên bản máy dầu, bản full, đời 2020 các bác nhá. Và xe thì chạy khá là ít, mới chạy được có 4.2 km thôi. 4.2 các bác nhá. Con này thì đằng trước có cảm biến rồi này. Đấy, cảm biến đầy đủ này. Đèn này, rửa đèn pha này. Đấy. Và đây là lốp xe, lốp của chiếc xe chạy 4.2 các bác nhìn này. Rất dày luôn các bác nhá. Đó. Mời các bác xem qua nội thất của xe. Đây, nội thất đây, ghế chỉnh điện này. Có nhớ vị trí ghế lái hai vị trí, lên kính một chạm này, gương gập điện chỉnh điện này. Đây. Đó. 42.150 km. Con này sử dụng động cơ máy dầu 2.2 lít tương đương với lại xe Santa Fe các bác nhé. Điều hòa tự động hai vùng độc lập. Đó, các bác thấy chưa? Con này không có sạc không dây. Và không có phanh tay điện tử mà dùng phanh chân phía dưới này các bác nhé. Phanh chân dưới này. Đó. Đây có cruise control này. Một số phím chức năng. Và con này thì được bác chủ xe lắp cái cam hành trình 70 mai. Cam này cũng khá là xịn, cam này chắc khoảng tầm 2 triệu, hơn 2 triệu. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama các bác nhé. Đó. Con này đi rất là rộng rãi luôn. Rộng rãi. Em thấy hàng ghế thứ ba của con này theo cảm nhận của em là còn rộng hơn cả Santa Fe. Đấy. Nhưng mà con này cốp của nó thì vẫn là cốp cơ thôi, không phải cốp điện. Nó rẻ hơn so với Santa Fe cũng là chính xác thôi. Thiết kế thì không đẹp bằng Santa Fe được rồi. Xe thì bên em cam kết chất lượng, đó là không bị tai nạn, đâm đụng, ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm chassis, không ngầm nước thủy kích và máy móc là zin nha các bác nhá. Không tháo hạ đại tu. Đây, để em lật nắp capo lên cho các bác xem. Máy dầu thì nó hơi ồn các bạn. Nhưng mà được cái nó tiết kiệm, động cơ 2.2 lít. Đấy, đây các con ốc này. Máy móc đây. Keo chỉ đây. Con này thì bên em đang chào bán với các bác mức giá là 780 triệu các bác nhé. 780 triệu mức giá thì hoàn toàn có thể thương lượng. Bác nào mà thích chiếc xe này thì có thể liên hệ gọi điện cho em Ninh. Giá thì rất là linh động, linh hoạt nhé các bác nhé. Đấy. Xin mời các bác đến xem xe, lái thử. Lúc nào bên em cũng sẵn sàng chào đón các bác đến xem xe, lái thử các bác nhé. Ngoài chiếc này ra thì bên em cũng còn rất là nhiều xe khác. Rất nhiều xe gầm cao. Các bác cần tìm dòng cụ thể nào thì có thể gọi điện cho em tư vấn thì nó chính xác hơn. Đấy, cảm ơn các bác. À, con này thì nếu các bác trả góp thì vẫn trả góp được nhé. 30%. Tầm 30%. 3824. Tầm 250. Chi phí linh tinh các thứ thì chắc tầm 250 là các bác có thể sở hữu xe rồi. Mang xe về rồi. Đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bác nhé.